sĩ Thu Phương Bằng Kiều và hành trình phản quốc ở hải ngoại. Rời bỏ những thành công danh vọng nơi quê nhà, Thu Phương Bằng Kiều đặt chân lên nước Mỹ với những toan tính vật chất tầm thường, nhưng mọi thứ không dễ như họ nghĩ. Giờ đây để tồn tại, họ trở thành những con bài chính trị trong tay bọn phản quốc, quay lưng phủ nhận tất cả những gì đất nước, quê hương đã ưu ái ban tặng họ. Được gì và mất gì, có lẽ chỉ họ mới thấm thía hơn cả. Thu Phương, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 9 tháng 10 năm 1972 tại Hải Phòng, là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam. Thu Phương được người nghe biết tới với các ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Dòng Sông Lơ Đãng và hát song ngữ nhiều bản nhạc nước ngoài. Thu Phương đặc biệt thành công với những ca khúc về mùa thu và về biển cùng các sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. Trong thập niên 80, Thu Phương là thành viên hát chính trong ban nhạc rock Tây Hồ. Tại thập niên 90, cô chính thức trở thành diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ cùng với người chồng đầu tiên Huy MC. Hai người trở thành cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt Nam thời kỳ này. Từ biên chế và hợp đồng của nhà hát Tuổi Trẻ, cuộc sống quả là đã dư dật. Tháng 2 năm 2003, vợ chồng Thu Phương Huy MC xin sang Mỹ với lý do thăm vợ chồng Bằng Kiều Chít Di Phương Trinh sinh con. Ngay từ đầu, trong lý do đẹp đẽ này đã ẩn chứa những toan tính không bình thường. Bởi vừa đặt chân lên đất Mỹ, Thu Phương đã vội vã làm hôn thú với Việt Kiều Hoàng L và ký hợp đồng độc quyền 3 năm cho công ty Thế giới Nghệ thuật California. Gấp gáp và khẩn trương, Thu Phương lao vào những cuộc chạy show chóng mặt được tổ chức không hẳn đã vô tư. Điều làm Thu Phương thấy tự tin thái quá là ở nhiều nơi cô được cổ vũ nồng nhiệt, có lẽ vì lý do chính chưa phải là giọng hát, thỉnh thoảng còn nhòe chữ của cô, mà có một lực lượng ngầm nào đó đang ồn ào che đậy những toan tính về sau. Chẳng gì thì ở Việt Nam, Thu Phương cũng là một ca sĩ thuộc biên chế của nhà hát Tuổi Trẻ. Cái biên chế này tới Mỹ cô càng muốn rút ra thật nhanh bằng đơn xin thôi việc, thì ngược lại những ông bầu mới thân thích của cô trên đất lạ lại rất muốn khai thác vị trí xuất xứ đó của Thu Phương nhằm sử dụng vào những luận điệu phê phán tưởng đã quá xưa cũ. Phải có cớ làm sao thì một ca sĩ thuộc biên chế nhà nước Việt Nam mới chạy sang Mỹ. Người ta cổ vũ Thu Phương bao nhiêu thì vô hình chung là mờ dần đi hình ảnh người chồng Huy MC của cô bấy nhiêu. Bởi với tài đàn trống và hát họa, anh không còn gần cô nữa. Ở trong nước, Thu Phương có thể thuê chồng mình hát cùng trong những cuộc chạy show, nhưng ở Mỹ thì làm sao có cái quyền đó, khi mà số phận và tiếng hát của cô bị lệ thuộc hoàn toàn vào những thế lực ngầm mà cô chưa thể biết hết. Hơn nữa, dẫu có là cuộc ly hôn giả nhưng để che mắt thiên hạ, Thu Phương, Huy MC không thể sống chung trong một căn phòng hạnh phúc như từng sống tại ngôi nhà 6 tầng tại phố Huế, Hà Nội. Những toan tính, những âm mưu của cô ca sĩ ngây thơ bỗng trở nên nhỏ bé và buồn cười trước con mắt cáo già đầy lão luyện của những người mới quen. Bên cạnh Thu Phương, lúc nào cũng có hình bóng săn đón của một người có biệt danh là Dũng Đen, một người Việt lại da đen xuất cảnh diện con lai vào những năm 80 của thế kỷ trước và hiện cũng là một trong những bầu sô Việt Kiều tại Mỹ. Để được nhập khẩu vào Mỹ, dĩ nhiên vợ chồng Thu Phương Huy MC phải chia tay, dù giả mạo hay chính thức đều phải có quyết định thuận tình của một cấp tòa án Việt Nam. Sau đó mỗi người phải kết hôn với một công dân Mỹ. Thu Phương thì đã có Việt Kiều Hoàng, cho nên buộc Huy MC phải kết hôn với cô Nguyễn Ngọc Mai trên tinh thần nhà ai nấy ở. Theo thông tin của những người thân thì điều ấy âm là ở chỗ Ngọc Mai chính là bạn của Thu Phương và vẫn đang ở cùng nhà với cặp già nhân ngãi Thu Phương và Dũng Đen. Thu Phương, Huy MC lâm vào tình cảnh bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm. Và rồi cái gì đến phải đến. Mới đây, Sở Di trú Hoa Kỳ sau khi nhận được đơn bảo lãnh của Thu Phương cho hai con sang Mỹ, đã sao lục hồ sơ, đối chiếu thời điểm vợ chồng cô ly hôn và dễ dàng phát hiện đây là vụ ly hôn giả. Đứng trước tình thế bất cứ lúc nào cũng có thể bị trục xuất về nước, tiến thoái lưỡng nan. Con nai vàng ngơ ngác Thu Phương đã phải ngã vào vòng tay của những thế lực đen. Tháng 7 năm 2004, Dũng Đen ra tay móc nối với một người có tên là Việt, đứng ra tổ chức một cuộc họp báo hòng nương nhờ vào các thế lực chính trị để tìm cách xin cho Thu Phương ở lại đất Mỹ. Kết hôn giả bị bại lộ, Thu Phương bị một vòng vây quyền lực xấu giúp cô bịa đặt ra lý do chính trị. Vậy là giữa cuộc họp báo, cô đã mở miệng ăn tiền, nói những điều mà đến người thân của cô ở quê nhà cũng biết là giả dối. Để đạt được mục đích, từ sự xúc phạm tình yêu và gia đình ở khía cạnh đạo đức, Thu Phương đã bước qua lời nguyền, sang quan niệm xúc phạm đến cả những điều thiêng liêng của một xứ sở đã sinh ra và đào tạo cô. Dẫu cố sành điệu hay ngơ ngác bị dối lừa, đó vẫn là những điều không thể chấp nhận được. Người ta có quyền không tin vào những giọt nước mắt mà người nữ ca sĩ này nhỏ xuống từng đêm trong một căn phòng nào trên đất Mỹ, quá mù ra mưa. Do thật giả lẫn lộn, những người thân trong gia đình Thu Phương, Huy MC thật khó hy vọng một cuộc trở về tinh khôi của những đứa con lầm lỡ như ý định ban đầu của họ.
lại nói với Bằng Kiều. Anh tên thật là Nguyễn Bằng Kiều, sinh ngày 13 tháng 7 năm 1973 tại Hà Nội, là một ca sĩ Việt Nam. Bằng Kiều từng tham gia các ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu và sau đó tách ra hát solo riêng. Năm 2002, anh định cư tại Mỹ và kết hôn với ca sĩ Chít Di Phương Trinh. Do những phát ngôn gây tranh cãi, cuối năm 2004, anh bị tước quyền công dân Việt Nam. Năm 2008, Bằng Kiều có chuyến bay trở về Việt Nam đầu tiên. Hiện nay, Bằng Kiều là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga. Giọng ca của Bằng Kiều được xếp vào giọng nam cao, được đánh giá là trong và giàu tình cảm. Anh thuộc lớp ca sĩ cùng thời với Lam Trường, Minh Thuận, Phương Thanh, Mỹ Linh, Quang Linh. Khác với Thu Phương, chuyện ở lại nước Mỹ của Bằng Kiều thì đơn giản hơn, chỉ cần kết hôn với ca sĩ Việt Kiều Chít Di Phương Trinh là đủ điều kiện. Nhưng ở lại mà không được đi hát kiếm tiền thì dù có yêu nhau mấy, hay bố Phương Trinh có thế lực thế nào thì cũng không thể giúp được anh ca sĩ sinh năm 73 người Hà Nội này thoát hiểm. Riêng chuyện hai ca sĩ Thu Phương Bằng Kiều vốn được đào tạo khá bài bản chính quy tại Nhạc Việt Hà Nội, nay bỗng lù lù xuất hiện hát trong khu vực đồng bào Việt Kiều sinh sống đã khiến giới ca sĩ Việt hải ngoại có phần tức tối vì bị chia sẻ thị phần. Vì thế anh có sơ hở gì đều được thống kê theo sát để tính sổ. Cái cớ là trong một lần về nước cuối năm 2003, Bằng Kiều đã trả lời phỏng vấn rằng cát xê của tôi thuộc hàng cao nhất trong các ca sĩ Việt Nam ở hải ngoại, chừng 3.000 đô một show, tương đương với Như Quỳnh. Rằng mình thuộc thế hệ ca sĩ tích cực xua đuổi nhạc hải ngoại ra khỏi Việt Nam. Vậy là một số chính trị gia tầm cỡ trà trộn trong giới showbiz hải ngoại đã lợi dụng sự non kém của Bằng Kiều và đợi anh ta quay lại Mỹ để kiếm chuyện. Muốn hát ở đất Mỹ, Bằng Kiều buộc phải sám hối, phải đính chính những điều nói ở quê nhà. Thế là giọng anh ca sĩ trẻ có học nhưng không có nhiều chữ đã nói những điều gây đầy sự phản phúc và tinh thần bỡ đỡ thế này. Trong lần về nước gần đây, tôi đã từ chối tham gia một số chương trình lớn để chứng minh cho sự hướng tới mảnh đất tự do của mình. Mong cộng đồng người Việt tị nạn ở hải ngoại hãy chấp nhận tôi như một thành viên mới. Một người bạn mới ở Mỹ về nước kể với mọi người rằng, sau đó một lần biểu diễn, một ông bầu có nguồn gốc sĩ quan tâm lý chiến của chính quyền cũ Sài Gòn trước năm 1975 đã hô người lên tặng hoa và đã chỉ đạo ai đó cắm vào bó hoa vài ba lá cờ ba que đỏ của Ngụy. Bằng Kiều vẫy hoa, Thành ra vẫy cờ xí. Chỉ cần có thế, các thế lực đen quay phim chụp ảnh gào to lên, cổ suý cho hành vi bắt đầu lệ thuộc của Bằng Kiều, một tiểu xảo triệt đường thoái lui của người ca sĩ. Tại cuộc họp báo tại quận Cam với sự có mặt của hơn 30 tờ báo người Việt hải ngoại, Thu Phương thừa biết rằng mình đã nói dối nhưng vẫn phát biểu thế này. Cảm thấy không an toàn khi trở về nước, rồi trong nước buộc phải hát những bài hát không thích, sang Mỹ như con chim được tháo cũi sổ lồng. Trong các cuộc biểu diễn của Thu Phương hay Bằng Kiều tại quận Cam Mỹ, Thúy Nga Paris, họ phải hát những bài hát do Việt đặt hàng, với sự bài binh bố trận cả về câu chữ lăng xê lẫn những ngón nghề chính trị. Làm sao những kiều non như Thu Phương và Bằng Kiều lạ lẫm và có phần ngu ngơ có thể thoát được những mẻ lưới đã giăng sẵn ra do những ngón nghề của những sĩ quan tâm lý chiến lão luyện như Việt như Nguyễn Ngọc Ngạn. Khi cả Thu Phương và Bằng Kiều đã tự nguyện nói dối để xu nịnh, phủ nhận giọng hát và thành quả nghệ thuật của mình những năm đứng trên sân khấu ca nhạc nước nhà và ở thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ của hai người, thì không có gì đáng phàn nàn khi cơ quan quản lý nghệ thuật trong nước buộc phải ra quyết định không sử dụng dưới mọi hình thức các tiết mục biểu diễn của Thu Phương, Bằng Kiều và những bài hát do Bằng Kiều sáng tác. Khi người ta tự chối bỏ, phủ nhận thành quả của chính mình, thì cớ sao lại bắt người khác phải coi trọng, điều đó thật giản dị. Kiếm sống bằng thanh sắc có thời gian rất ngắn. Chuyện ca sĩ nước ngoài dựng vợ gả chồng và kiếm sống bằng lao động, lương thiện, mong làm giàu thật nhanh là chuyện chẳng có gì ngạc nhiên. Đã từng có nhiều ca sĩ sang Mỹ làm ăn, bản lĩnh văn hóa Việt đã giúp họ đàng hoàng, bình đẳng trong mọi mối quan hệ,